Hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là chiều ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ, bây giờ là khoảng 2:45 chiều tại Cali. Ở Việt Nam đó các bạn đã bước qua là đầu tuần ngày thứ hai rồi. Và trong video này đó chúng ta trước hết sẽ nói tới một số những cái sự kiện lớn trong tuần này. Chúng ta có một số những sự kiện lớn mà chúng ta cần phải quan tâm đến. Cộng với là chúng ta sẽ nói tới một số những cái tin tức quan trọng mà chúng ta cũng sẽ cùng nhau trung bình giá account demo các bạn. Mỗi tuần vào ngày Chủ nhật để chúng ta sẽ cùng nhau xem coi là cái account demo đã đến đâu rồi. Tuần này cũng không ngoại lệ, chúng ta sẽ có cái phần đó ở phần cuối của video này. Nhưng mà về giá cả đó, thì các bạn đã nhìn thấy giá của BTC ngày hôm qua đã lên tới mức là 42.800 đô các bạn. Nhưng mà đáng tiếc chúng ta đã không phá được 43.000 đô. Hiện bây giờ đó đã có một cái sự nguội lại ở mức là 41.768 đô. Nói chung đó thì ngay cái mức này so với lại cái mức mà chúng ta bắt đầu bước vào cuối tuần đó thì cũng không có nhiều sự khác biệt các bạn. Thì giá có điều chỉnh tiếp tục hay là không, hay là chúng ta đã thấy giá điều chỉnh 20% là xong rồi, chúng ta tiếp tục có cái sự tích lũy rồi sau đó bắt đầu tiếp tục tiến tới các bạn. Thì đương nhiên không ai biết được tương lai, nhưng mà chúng ta có một cái nhận định đến từ Matrixport các bạn, và đây là một cái bài mà được chia sẻ rất là nhiều, cho nên Thuận muốn dành một thời gian. Các bạn thấy được là trên màn hình thì Matrixport nói là giá phải xuống dưới 36.000 đô trước khi mà có cái sự hồi phục. Nhưng mà chúng ta cũng đã biết là Matrixport là một trong những cái công ty mà gần đây cũng dính nhiều cái drama, và gần đây nhất đó chính là cái drama liên quan đến cái lúc mà đang chờ duyệt Bitcoin Spot ETF đó. Họ đã đưa ra một cái tin là Bitcoin Spot ETF sẽ bị từ chối, dẫn đến là giá cả cũng điều chỉnh. Các bạn đã nhớ lúc đó. Nhưng mà cuối cùng đó thì cái đó chỉ là cái suy nghĩ của Matrixport mà thôi, họ không có dựa theo bất cứ một nguồn nào hết. Và cùng ngày hôm đó các bạn đã nhớ là họ đã chia sẻ hai bài viết. Một bài viết là tại sao Bitcoin Spot ETF sẽ được thông qua, một bài viết là tại sao Bitcoin Spot ETF sẽ bị từ chối các bạn. Không biết lần này họ có dùng cùng một chiêu và chia sẻ hai bài viết hay là không các bạn. Một bài là giá Bitcoin sẽ xuống thêm, một bài là giá Bitcoin sẽ hồi phục từ đây. Nhưng mà sự thật đó là lướt các bài đăng trên các mạng xã hội thì thấy có một số bạn nói là chúng ta sẽ tiếp tục điều chỉnh xuống cái mức là 30.000 đô hoặc là tăng mạnh trở lại và đạt cái mức đỉnh cao mới vào thời điểm của halving. Thì có thể là như vậy các bạn, hoặc là cũng không có phải là như vậy. Nhưng mà làm cho Thuận nhớ đến có nhiều bạn đã từng chắc chắn là chúng ta sẽ thấy giá xuống 12.000 đô vào năm 2023. Cũng giống như là có một số bạn chắc chắn là chúng ta sẽ nhìn thấy một ngọn nến thần thánh sau khi mà các quỹ Bitcoin Spot ETF được phê duyệt. Hãy nhớ là thị trường nó luôn tồn tại bất hợp lý lâu hơn là bạn còn vốn, và chúng ta tin vào tương lai của Bitcoin nhưng mà mọi thứ đó đều có thể mất nhiều thời gian hơn là bạn nghĩ. Thị trường sẽ luôn nhắc nhở chúng ta khiêm tốn và luôn cho cơ hội để DCA, my friends. Khi mà chúng ta nhìn vào giá của Bitcoin đó các bạn, thường nó những lúc như thế này khiến cho một số bạn bắt đầu cảm thấy nhàm chán, mặc dù là chúng ta thấy giá cả đã có cái sự tăng rất là nhanh từ cái thời điểm mà chúng ta thấy được là đầu năm ngoái cho đến bây giờ, và chúng ta cũng đã thấy là tốc độ tăng nhanh nhất đó là từ hè của năm ngoái các bạn, vào khoảng tháng 6 cho đến bây giờ. Nhưng mà sau khi đó đó thì mỗi lúc mà chúng ta thấy giá có cái sự khựng lại rồi điều chỉnh một chút, sau đó là châm dùng tích lũy như này đi hàng ngang một thời gian thì lại làm cho nhiều bạn cảm thấy nhàm chán. Chúng ta rất là mau quen với một cái mức giá nào đó. Các bạn cứ nghĩ đi, ngay bây giờ chúng ta đã quen với cái mức giá là 41.000 đô rồi. Thì chúng ta thấy được là cách đây một năm đó giá chỉ còn là 22.000 đô mà thôi. Và cách đây 6 tháng các bạn đã nhớ là giá chỉ có 25.000 đô mà thôi. Mà chúng ta bây giờ đã rất quen với cái mức này rồi, và chúng ta chờ đợi cái mức kế tiếp và mức kế tiếp. Và mỗi lần mà cần thêm thời gian nên thì lại làm cho nhiều người cảm thấy nhàm chán các bạn. Nhưng mà sự thật, Bitcoin đó khi mà nó di chuyển thì nó là từ từ rồi đột ngột các bạn. Giống như chúng ta có thể nhìn thấy được là vào năm 2020, các bạn có nhớ là lúc đó cũng là năm halving các bạn. Nhiều người nói là năm nay sẽ là năm halving tương tự như năm 2020. Thì các bạn đã nhớ là giá sau khi mà có sự hồi phục đó, cái lúc mà chúng ta thấy là trong thời gian rất là ngắn tất cả tài sản đều giảm mạnh khi mà có cái thông tin liên quan tới dịch bệnh, thì sau đó giá hồi phục trở lại và chúng ta đã lơ lửng ở cái mức đó để bắt đầu chuẩn bị phá cái đỉnh cũ các bạn, nghĩa là 20.000 đô. Nhưng mà cũng tốn một thời gian, chúng ta nhìn thấy được là phần lớn của năm 2020 đó là giá cứ đi hàng ngang như thế này một thời gian dài luôn các bạn. Có thể nói được là từ tháng 5 cho đến cái thời điểm là tháng 7 các bạn, hai tháng đó giá thì khoảng chừng là 9.000, 10.000, 9.000, 10.000 một thời gian dài luôn. Rồi sau đó giá lại tăng trở lên tới mức là 11.000 các bạn. Nhưng mà chúng ta cũng thấy được giá từ tháng 7 đến tháng 8, rồi đến tháng 9 là mức là 10 tới 11.000, rồi sau đó giá lại đi ngược trở xuống 10.000. Thì chúng ta có thể nhìn thấy được là giá có thể trong một cái phạm vi từ tháng 5 mãi cho đến là tháng 10 các bạn, 5 tháng liên tục giá không thay đổi nhiều, nhưng mà rồi đột ngột như thế nào các bạn, rồi đột ngột giá tăng rất là nhanh. Có thể nói là chúng ta chờ đợi rất lâu các bạn để cho giá trở về 10.000 đô và rời khỏi 10.000 đô. Nhưng mà sau đó thì chúng ta đã thấy được giá từ 10.000 đô lên tới 4.000 đô đó thì nó cực kỳ nhanh luôn các bạn. Có thể nói được là cái khoảng thời gian từ 10.000 đến 40.000 đô đó chỉ tốn có 80 ngày mà thôi các bạn. Trong vòng chỉ có hơn 2 tháng thôi, giá đã nhân 4 rồi. Thì chúng ta có thể thấy cái điều tương tự cũng đã từng xảy ra các bạn. Mỗi lúc mà giá nhàm chán nó như là chúng ta cũng đã từng nhìn thấy gần đây. Khi mà chúng ta zoom ra, chúng ta nhìn trở lại năm 2023 các bạn, chúng ta cũng đã có nhiều tháng mà giá không có di chuyển nhiều, khiến cho nhiều bạn cũng rất là thấy nhàm chán và cảm thấy là muốn rời khỏi thị trường này. Tại vì nếu như mà cứ như vậy không biết khi nào chúng ta mới thấy giá tăng trở lại. Nhưng mà chúng ta cũng đã thấy được là nó từ từ rồi sau đó đột ngột, và trong thời gian ngắn các bạn đã thấy là chúng ta có thể tăng từ 20 mấy ngàn đô lên tới 40 mấy ngàn đô các bạn. Cho nên một mặt các bạn có thể nhìn thấy được là những thời điểm nhàm chán, những thời điểm mà giá cả không được tốt làm cho các bạn chán nản. Một mặt khác nữa các bạn có thể nhìn thấy đó chính là những cơ hội mà thị trường cho chúng ta. Khi mà nhìn lại các bạn mới thấy được, chứ còn lúc mà đang ở trong thời điểm đó thì chúng ta sẽ nhận được rất nhiều những tin tức các bạn. Và thường những lúc mà tình hình không được ổn hay là những lúc mà chúng ta thấy nhàm chán đó, thì lại có rất nhiều những cái tin tức xấu được tung ra. Còn về tình hình chung của thị trường thì sao các bạn? Chúng ta thấy được là vốn hóa bây giờ đã trở lại gần 1,7 nghìn tỷ rồi. Thì tuần này chúng ta sẽ có những sự kiện lớn gì, những gì mà chúng ta cần phải quan tâm đến? Thì trước hết chúng ta hãy nói tới những cái sự kiện lớn liên quan đến tài chính Hoa Kỳ các bạn. Chúng ta sẽ có vào ngày thứ Tư của tuần này, chúng ta sẽ nhận được cái báo cáo công việc đến từ công ty biên chế ADP. Đây là cái báo cáo từ công ty tư nhân mà thôi các bạn, nhưng mà nó cũng cho chúng ta ít nhiều gì một cách nhìn về tình hình của thất nghiệp Hoa Kỳ như thế nào. Và chúng ta cũng có thể thấy được là ngày thứ Tư của tuần này ở Hoa Kỳ đó là một ngày lớn, tại vì đó sẽ là cái ngày công bố lãi suất lần đầu tiên của năm nay các bạn. Và Fed sẽ có quyết định gì? Thì đối với lại quyết định của Fed đó, chúng ta nhìn thấy được là 97% hiện bây giờ nghiêng về là sẽ không tăng lãi suất các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là cái phần còn lại đó rất là thấp, chỉ có là 2.6% mà thôi, nghĩ là Fed sẽ giảm lãi suất 0.25%, nhưng mà phần lớn nghĩ là Fed sẽ không giảm đâu các bạn. Và đối Thuận cũng sẽ là như vậy. Và chúng ta cũng thấy được là cho đến cuộc họp nào chúng ta mới thấy là khả năng cao Fed giảm lãi suất. Cuộc họp vào tháng 3 nơi cuộc họp kế tiếp chúng ta thấy được bây giờ hầu như là 50-50, 50% nghĩ là sẽ giữ nguyên lãi suất, 50% nghĩ là sẽ giảm lãi suất. Cái này đã thay đổi khá là nhiều rồi, tại vì trước đây khoảng chừng là vài tuần đó chúng ta thấy được là cái phần giảm lãi suất nó tăng cao hơn. Bây giờ thì hầu như mọi người đều nghĩ là khả năng cao nhất thì lãi suất sẽ được giảm vào tháng 5 các bạn. Và đương nhiên chúng ta quan tâm đến lãi suất, tại vì đó chính là cái xu hướng của dòng tiền. Khi mà lãi suất giảm xuống chúng ta sẽ có dòng tiền, và dòng tiền đó một phần sẽ đi vào thị trường tài chính các bạn, sẽ có cái sự ảnh hưởng tốt với lại những cái tài sản. Nhưng mà chúng ta hãy chờ xem coi là Fed sẽ có những giọng điệu gì vào cuộc họp trong tuần sau. Khả năng chúng ta đã biết là sẽ không tăng lãi suất, nhưng mà quan trọng hơn là họ có những suy nghĩ gì, họ có bật mí thêm là chừng nào họ mới nghĩ đến việc là giảm lãi suất hay là không. Mà nói thật, tôi không biết là Fed có thể nói gì thêm nữa các bạn, tại vì chúng ta thấy được là những gì đã được nói đến bây giờ vẫn còn nguyên ở đó. Chúng ta vẫn nhìn thấy được là nền kinh tế dựa theo GDP thì vẫn ổn, chúng ta vẫn có phần trăm thất nghiệp vẫn tốt, chúng ta vẫn tiếp tục thấy được những chỉ số như là PCE giảm xuống. Thì chúng ta thấy Fed hoàn toàn có thể nói là chúng ta sắp sửa có hạ cánh mềm. Chúng ta hãy xem coi giọng điệu của Fed ra sao. Và điều quan trọng hơn nữa là ngày thứ Sáu đó chúng ta sẽ nhận được chỉ số phần trăm thất nghiệp các bạn. Và lần này đó thì chúng ta thấy được là tháng vừa rồi là 3.7% và khả năng tháng này là 3.8% các bạn. Nói chung thì 3.8 bữa nay rất là thấp. Chúng ta cũng đều biết là con số mà Fed quan tâm nên là 4.1. Khi nào mà phần trăm thất nghiệp Hoa Kỳ lên tới 4.1 thì lúc đó Chủ tịch Jerome Powell mới bắt đầu là cảm thấy lo lắng, chứ còn bây giờ họ cũng chưa có lo lắng gì hết. Và chúng ta cũng đều biết năm nay là năm gì các bạn. Năm nay là năm bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ. Chúng ta có rất là nhiều thứ đã nói đến trên channel này liên quan đến lãi suất mà chính phủ Hoa Kỳ phải trả khi mà đi vay mượn. Tất cả những cái đó nó đều liên quan đến là Fed có quyết định gì liên quan đến lãi suất các bạn. Và Thuận vẫn nghĩ là trong năm nay họ sẽ phải giảm lãi suất mà thôi. Câu hỏi là họ sẽ giảm bao nhiêu lần các bạn. Hiện bây giờ đó chúng ta đều biết là có một cái sự không có đồng bộ giữa những nhà đầu tư trên phố Wall và những gì được chia sẻ bởi Fed các bạn. Những nhà đầu tư trên phố Wall thì kỳ vọng chúng ta sẽ có 6 đợt giảm lãi suất, nhưng mà đối với lại Fed đó, thì họ nghĩ là chỉ khoảng chừng 3 lần mà thôi. Hãy xem coi cuối cùng như thế nào. Tuần sau sẽ là một tuần mà có nhiều sự sôi động liên quan tới lãi suất. Và thêm một điều nữa, chúng ta cũng đã thấy là bắt đầu từ ngày mai đó thì Trung Quốc sẽ bắt đầu siết chặt cái việc là cho vay chứng khoán các bạn, có nghĩa là siết chặt short selling. Tại vì để các bạn có thể short được thì các bạn cần phải vay mượn cổ phiếu từ sàn mới short, thì có một số những sàn bắt đầu là sẽ không cho vay mượn nữa. Tại vì sao các bạn? Tại vì họ muốn cứu lấy cái thị trường cổ phiếu, tại vì thị cổ phiếu của Trung Quốc đó không được ổn các bạn, dẫn đến là những nhà đầu tư đó đi tìm kiếm những cái mảng đầu tư khác có thể mang đến được lợi nhuận cho họ. Và để có thể cứu lấy cái chứng khoán Trung Quốc thì chính phủ Trung Quốc đã đưa ra một số những biện pháp như chúng ta là mới vừa nghe nói tới, là sẽ có những biện pháp để mà chống lại những người mà muốn short thị trường. Cũng giống như chúng ta thấy được là sẽ có những gói hỗ trợ tung ra để mà giải cứu nền kinh tế, và chúng ta cũng thấy được là chính phủ Trung Quốc cũng đã giảm cái phần trăm lãi suất xuống gần đây để mà kích thích nền kinh tế. Nói chung thì Trung Quốc vẫn đang tiếp tục làm những gì họ có thể làm để có thể tiếp tục thúc đẩy cái sự phát triển. Và chúng ta cũng đã biết là ở Trung Quốc đã có rất là nhiều những cái sự cố trong vòng 2 năm qua, nhất là liên quan đến bất động sản các bạn. Những cái công ty lớn như là Avalanche chúng ta cũng đã từng nói đến rồi. Và ngày mai đó cũng là một ngày lớn liên quan đến crypto các bạn, tại vì ngày mai đó thì Google sẽ bắt đầu là cho quảng cáo crypto ở trên cái nền tảng của họ. Cái mà các bạn có thể là không có rành là Google đã từng cấm quảng cáo crypto cách đây khoảng chừng vài năm các bạn. Và thật ra chúng tôi đã từng chia sẻ là YouTube là của Google, và YouTube đã không có thích những cái channel liên quan đến crypto trước đây, và cũng gặp rất nhiều rắc rối các bạn. Kênh này cũng đã từng bị xóa nhiều video rồi. Thì chúng ta thấy được là cái sự thay đổi như thế này đó là một sự thay đổi lớn đối với lại Google. Nhưng mà cái mà nhiều người chưa hiểu đây đó là họ nói họ sẽ cho phép những công ty mà thuộc loại là cryptocurrency contract, thì chúng ta không biết là họ định nghĩa những cái cryptocurrency contract này là những công ty như thế nào. Nhiều người cho là phần lớn đó những ai mà được quảng cáo sẽ là những công ty phố Wall, tại vì họ có những cái quỹ ETF, và quỹ ETF đó nó trên mặt pháp lý là những cái quỹ trust. Thì trên căn bản có thể là những cái quỹ ETF sẽ bắt đầu được quảng cáo trên Google mà thôi, chứ không phải là cho quảng cáo rộng rãi. Chúng ta không biết các bạn, nhưng mà ngày mai đó hãy xem coi là các bạn có nhìn thấy những quảng cáo liên quan tới Bitcoin Spot ETF hay là những quảng cáo khác liên quan tới crypto ở trên Google hay là không. Các bạn hãy comment ở bên dưới khi mà các bạn thấy. Nhưng mà đó là cái sự lạc quan đối với lại thị trường các bạn. Ít ra thì Google cũng đã cởi mở hơn, và chúng ta cũng đã biết là trong vòng 2 năm qua chúng ta cũng đã nghe nói tới là Google Cloud cũng đã hợp tác để trở thành validators cho rất nhiều những mạng lưới chúng ta đã nói tới trước đây rồi. Thì cái này cũng là một cái bước tiến tới mà hợp lý đối với Thuận mà thôi. Họ không thể cứ ôm cái tư tưởng chống crypto mãi được các bạn, tại vì đến bây giờ đó mọi thứ đã khác cách đây vài năm rồi. Và chúng ta đương nhiên cũng sẽ tiếp tục nhìn thấy được là một tuần mới sẽ đến với lại Bitcoin Spot ETF thì nó sẽ ra sao. Và cái mà nhiều người quan tâm đến là trong tuần này có phải là tuần mà chúng ta cuối cùng sẽ thấy được là cái lực bán đến từ Grayscale sẽ bị cạn kiệt hay là không. Tại vì khi các bạn nhìn vào cái cột GBTC như thế này thì các bạn nhìn thấy được là từ khi mà bắt đầu đó chính là ngày 11 tháng 1. Chúng ta đã thấy là hàng ngày đều có là hàng trăm triệu đô la được bán bởi Trayscale các bạn. Chúng ta có thể nhìn thấy được là có sự tăng tốc lên tới cái mức cao là 640 triệu. Đó chính là vào ngày 22 tháng 1 các bạn. Nhưng mà cho tới bây giờ chúng ta nhìn thấy được là càng ngày để cái tốc độ bán càng giảm xuống. Chúng ta bắt đầu từ 600 triệu xuống còn 500 triệu, 400 triệu. Chúng ta xuống còn 300 triệu rồi tới 255 triệu. Đó chính là cái con số cuối cùng vào ngày thứ Sáu. Và ngày thứ Sáu đó tuy là chúng ta thấy được là có cái số lượng bán ra 255 triệu từ Trayscale, nhưng mà những quỹ khác đã nạp vào thì cuối cùng vẫn cao hơn các bạn. Chúng ta cuối cùng cũng có được một ngày là chúng ta đã trở về con số dương rồi. Có nghĩa là cái dòng tiền nạp vào nhiều hơn là bán ra các bạn. Và mọi người đang tiếp tục chờ xem coi có phải là tuần này là tuần mà cái lực bán từ Grayscale sẽ cạn kiệt. Tại vì chúng ta đều biết là khi mà mới bắt đầu đó thì cái đơn vị bán rất là nhiều, hầu như phân nửa con số được bán là từ FTX các bạn. Tại vì FTX là cái sàn mà đang khai bảo bị phá sản và họ có một số lượng cổ phần GBTC. Và trước đây đó các bạn đã biết là khi mà họ bán đó thì họ sẽ cần phải bán ở trên những cái sàn chứng khoán trước khi mà có ETF, thì cái giá cả của GBTC lúc đó không được tốt. Tại vì nó không phải như bây giờ các bạn. Bây giờ các bạn bán thì Grayscale sẽ bán Bitcoin của họ và các bạn nhận lại được cái số lượng tiền tương đương với cái số lượng Bitcoin. Tại vì đây đã là một quỹ ETF rồi thì nó sẽ tốt hơn. Cho nên khi mà bắt đầu của Bitcoin Spot ETF thì FTX đã bán hầu như là tất cả cổ phần của họ trong vòng vài ngày các bạn. Và họ có tiền đó để làm gì các bạn? Để có thể là tiếp tục trả cho những nạn nhân hay là họ có thể là thành lập cái sàn mới. Chúng ta không biết được là kết quả của FTX sẽ ra sao, nhưng mà họ cần phải bán cái số lượng này. đó là khoảng chừng phân nửa. Còn một phần còn lại đó thì nhiều người nói là phần lớn là đến từ công ty mẹ là công ty DCG, tại vì họ cũng nợ rất là nhiều những cái công ty, những cá nhân, tại vì chúng ta đã biết là công ty con của họ đó chính là công ty Genesis đã khai bảo vệ phá sản, cho nên họ cần phải bán cái số lượng cổ phần này để có tiền để mà trả cho những cái chủ nợ đó. Thì đó có thể là hai lực bán lớn, và chúng ta có thể thấy được là phần còn lại là đến từ một số người họ bán tại vì họ muốn tham gia vào những quỹ khác có cái phí thấp hơn. Nhưng mà tới một lúc nào đó, những ai mà cần bán họ đã bán rồi các bạn. Chúng ta có phải chứng kiến cái số lượng người cần bán cuối cùng đã gần như xuất hiện rồi hay là không. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ngày mai, và chúng ta cũng có một cái thông tin cho bạn, không biết được là chính xác như thế nào, nhưng mà có những thông tin nói là công ty Charles Schwab họ muốn trở thành một công ty thứ 12 mà sẽ phát hành quỹ Bitcoin Spot ETF, và chúng ta bây giờ vẫn chưa có chắc chắn, nhưng mà nếu như Charles Schwab là một công ty mà tham gia vào đó thì cũng là một công ty lớn đó các bạn. Thì Charles Schwab có thể là đang đứng bên ngoài xem coi là khi bắt đầu có Bitcoin Spot ETF đó, thì kết quả ra sao. Và cho dù chúng ta thấy là có một số người họ không có thích Bitcoin, cho nên họ thường lên trên những mạng xã hội, thường lên trên những đài truyền hình, họ nói là Bitcoin Spot ETF đã thất bại, tại vì họ chỉ duy nhất nhìn vào giá của Bitcoin mà thôi. Họ nói là thấy chưa, giá Bitcoin không thay đổi nhiều. Lúc mà trước khi mà có Bitcoin Spot ETF vài ngày đó, thì giá khoảng chừng là 44.000 đô. Bây giờ giá là khoảng 42.000 đô, thì giá không có tăng nữa và thậm chí có sự điều chỉnh. Thì cho mọi người thấy đó là một cái sự thất bại rồi. Nhưng mà các bạn đã biết là mọi thứ chúng ta cần phải nhìn những con số chi tiết. Chúng ta cần phải thấy được là cái số lượng tiền được nạp vào những quỹ từ lúc mà bắt đầu tới bây giờ các bạn, chỉ tính từ cái ngày 11 tháng 1 của năm nay mà thôi, tới bây giờ đã có 759 triệu nạp vào những quỹ Bitcoin Spot ETF, và cái con số này đã trừ ra cái số được bán bởi Grayscale luôn rồi các bạn. Và tính theo volume cũng là một trong những sự thành công cực kỳ lớn trong lịch sử của những cái quỹ ETF, cho nên chúng ta mới thấy có thể là Charles Schwab muốn một phần của thị trường này. Và Thuận cũng có chia sẻ với các bạn Bitcoin Heatmap mới nhất. Thuận biết là trên màn hình nó hơi mờ một chút, nhưng mà đây là cái Bitcoin Heatmap mới nhất vào ngày hôm qua. Thì những bạn nào mà mới đến kênh hay là không có rành thì chúng ta có thể nhìn thấy được là ở bên tay trái chúng ta có những cái nhóm địa chỉ ví, giống như là dưới 1 nghĩa là nhóm địa chỉ ví mà có dưới 1 Bitcoin, 1 tới 10, 10 tới 100 vân vân. Và bên trên này là những cái cá voi cực lớn các bạn, có hơn 10.000 Bitcoin trong địa chỉ ví của họ. Và những cái màu trên màn hình thì chúng ta thấy được là đọc từ đỏ lên tới xanh. Đỏ nghĩa là phân phối, có nghĩa là có Bitcoin rời khỏi những ví của họ, và xanh nghĩa là tích lũy các bạn, có Bitcoin đi vào ví của họ. Và ngay chính giữa này màu vàng có nghĩa là không có Bitcoin vào hay là ra. Thì các bạn có thể nhìn thấy được là ngay thời điểm bây giờ đó thì mọi thứ là một lần nữa thay đổi các bạn. Chúng ta có thể nhìn thấy được là những cái địa chỉ ví của những cá voi cực lớn đó, hơn 10.000 Bitcoin, thì họ đã có cái sự phân phối vào thời điểm là khoảng chừng giữa tháng 12 cho đến cách đây khoảng chừng là vài ngày các bạn. Nhưng mà sau đó chúng ta thấy được họ đã chuyển thành màu vàng, nghĩa là đã không có thêm những cái phân phối nữa, mà thậm chí họ bắt đầu chuyển thành màu xanh nhạt rồi, đã bắt đầu tích lũy trở lại. Và chúng ta nhìn thấy bên trên này rất rõ ràng là cả ba nhóm địa chỉ ví là từ 100 cho đến hơn 10.000 Bitcoin, cả ba nhóm này đó các bạn đều đang tích lũy hiện tại, cho nên mới là màu xanh hiện tại. Nhưng mà ngược lại đó, những cái nhóm địa chỉ ví khác thì chúng ta thấy được là vẫn đang phân phối, nghĩa là chúng ta thấy được những cái địa chỉ ví mà có dưới 100 Bitcoin, 10 tới 100, 1 tới 10 và dưới 1 Bitcoin, thì cả ba nhóm địa chỉ ví này vẫn đang phân phối hiện tại các bạn. Những địa chỉ ví nhỏ thì phân phối, những địa chỉ ví lớn thì họ lại đang tích lũy hiện tại các bạn. Đó chính là cái update của biểu đồ Bitcoin Heatmap. Và chúng ta cũng sẽ nói tới một chỉ số on-chain khác các bạn. Đây là cái chỉ số on-chain từ Glassnode, xem coi là hiện bây giờ có bao nhiêu Bitcoin đang có lời. Thì chúng ta thấy được là sau cái đợt điều chỉnh thì vài ngày qua cũng đã có cái sự hồi phục trở lại. Hiện bây giờ chúng ta đang chứng kiến là 83.36% số lượng Bitcoin đang có lợi dựa theo Glassnode. Con số này đó thì chúng ta cũng đã biết là vẫn thấp hơn nhiều so với cách đây khoảng chừng là vài tuần các bạn. Khi mà chúng ta thấy được là cách đây vài tuần cái phần trăm này thường xuyên ở trên cái mức là hơn 90%. Và chúng ta cũng sẽ tiếp tục để mắt đến một đơn vị khác các bạn, để xem coi là trong tuần này đó, họ có động thái gì hay là không. Đó chính là những công ty đào. Chúng ta cũng đã biết là những cái công ty đào đó thì gần đây họ cũng đã có cái dấu hiệu bán nhiều hơn là trung bình. Có thể là tại vì họ chuẩn bị cho Bitcoin halving như thường đã chia sẻ với các bạn. Thì không biết trong tuần này chúng ta có thấy là những công ty đào họ đã coi như bán đủ cái số cần thiết hay là chưa. Và đây cũng là một trong những áp lực bán chúng ta đã nói tới trong thời gian gần đây. Thì có thể là những công ty đào họ cũng đã bán xong rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi và Thuận sẽ tiếp tục cung cấp thêm với các bạn những thông tin mới nhất. nói chung đó thì chúng ta thấy là những lực bán mà chúng ta đã chứng kiến trong vòng 2 tuần qua đó thì đã từ từ chậm lại. Những cái mà cần được điều chỉnh cũng đã được điều chỉnh rồi các bạn, giống như là cái phần trăm có lời. Thì cái câu hỏi là điều chỉnh gì đã đủ hay là chưa, và chúng ta có thể thấy là một tuần mới sẽ bắt đầu khi mà chúng ta đã không còn nhiều lực bán nữa. Ngoài trừ những điều đó ra đó thì về tin tức chúng ta cũng có một cái bài viết cũng khá là thú vị các bạn. Bài viết này đã đến từ Financial Times. Financial Times thì họ đúng là có rất nhiều những cái bài first liên quan tới Bitcoin các bạn, tại vì họ không thích Bitcoin nhưng mà cái bài này thường cảm thấy là cũng có giá trị. Thì cái bài này đã đến từ Financial Times thì họ chủ yếu nói tới là khi chúng ta nhìn vào cái rủi ro của Bitcoin Spot ETF đó, thì nó như thế nào, và họ đã nêu ra hai rủi ro lớn, và họ nói là một trong hai rủi ro này đó cũng không quan trọng. Rủi ro mà họ nói đến đó chính là khi chúng ta nhìn vào Coinbase. Coinbase là cái công ty mà lưu trữ cho tổng cộng là 8 Bitcoin Spot ETF. Hiện bây giờ họ lưu trữ Bitcoin của họ với lại Coinbase. Thì Coinbase đang bị kiện bởi SEC, nhưng mà Financial Times thì họ nói là cái đó cũng không quan trọng đâu, tại vì cái vụ kiện giữa SEC và Coinbase nó chỉ liên quan đến là Coinbase đã nộp đủ giấy tờ để đăng ký hay là chưa. Nó liên quan đến giấy tờ hành chính, chứ nó cũng không có ảnh hưởng trực tiếp với việc là Coinbase có được quyền cung cấp cái dịch vụ lưu trữ hay là không. Cho nên kết quả là sao đi nữa cũng không ảnh hưởng đến việc là Coinbase có thể cung cấp dịch vụ lưu trữ. Nhưng mà điều mà họ lo lắng nhiều hơn đó chính là khi chúng ta nhìn vào tổng cộng đã có 11 quỹ Bitcoin Spot ETF hiện tại, thì các bạn có biết là trong 8 trong 11 quỹ này đó đã lưu trữ Bitcoin của họ với lại Coinbase. 2 quỹ còn lại thì họ lưu trữ Thương Nhớ với lại sàn Gemini, và cái quỹ cuối cùng là Fidelity. Thì Fidelity nói là họ tự lưu trữ Bitcoin của mình, nhưng mà 8 quỹ kia thì đều lưu trữ với Coinbase các bạn. Và đây là một cái sự tập trung, và nếu chúng ta nghĩ đến lỡ như mà Coinbase gặp vấn đề gì đó, họ bị hack, họ bị tấn công mà bị mất đi cái số lượng này đó, thì sẽ là một tổn thất rất là lớn các bạn. Và khi mà hỏi về vấn đề này đó thì Financial Times sẽ nói chuyện với một số những công ty, thì các bạn thấy được là trong số lượng này thì chỉ có 2 công ty đã lên tiếng nói với họ, đó chính là Wisdom Tree và Grayscale. Hai công ty này nói là đúng là đó là một rủi ro, nhưng mà Wisdom Tree và Grayscale đấy thì họ được quyền lựa chọn thêm những công ty lưu trữ hay là thay đổi công ty lưu trữ nếu như họ cảm thấy là không có ổn. Và công ty thứ ba đó chính là liên quan tới BlackRock các bạn. Thì BlackRock nói là họ có bảo hiểm với lại Coinbase. Coinbase đã bảo hiểm cho họ tổng cộng là 320 triệu. Lỡ như mà có chuyện gì đó thì Coinbase sẽ bồi thường 320 triệu. Vấn đề là các bạn thấy là trong vòng chỉ có 2 tuần giao dịch thôi thì cái số lượng mà được lưu trữ vào BlackRock đã lên tới 2 tỷ đô la rồi các bạn. Chỉ mới có 2 tuần thôi đã có 2 tỷ đô la trong đó rồi. Thì cái con số 320 triệu này chỉ là một phần cực kỳ nhỏ lỡ như chuyện gì xảy ra mà thôi. Và Coinbase cũng đã nói là họ đương nhiên rất là hãnh diện khi mà rất nhiều công ty forward đều tin tưởng họ lưu trữ. Thì cũng vậy thôi các bạn, Coinbase đã có từ rất lâu rồi, tôi nhớ là từ năm 2013 các bạn. Và Coinbase từ đó tới bây giờ đó thì vẫn chưa có bất cứ một sự cố gì liên quan tới bị hack hay là người dùng bị mất tiền hết. Nhưng mà bây giờ lại một chuyện khác các bạn, họ đang lưu trữ số tiền rất là lớn, và họ nói là họ hoàn toàn hiểu nếu như mà những công ty này một ngày nào đó lựa chọn là cần phải đa dạng hóa những công ty lưu trữ. Có nghĩa là Coinbase có thể cung cấp lên tới 320 triệu cho mỗi một công ty dùng làm bảo hiểm, nhưng mà nếu như công ty này có số lượng tiền nhiều đó thì họ cũng nên nghĩ đến việc là họ cần phải lưu trữ với nhiều những công ty khác nhau để có thể là đa dạng hóa cái số lượng Bitcoin của họ. Cái đó là hoàn toàn hợp lý đối với Coinbase. Thường đó, trong những lúc mà thị trường sôi động các bạn, những cái mùa bull market chúng ta sẽ không có nhìn rõ những cái rủi ro đâu, cho đến khi nào mà chúng ta bước vào mùa bear market thì chúng ta mới thấy được là những công ty họ bị phá sản. Giống như chúng ta nói tới Thuận Capital, chúng ta nói tới Luna UST, chúng ta nói tới những cái công ty như Voyager, Celsius các bạn. Chỉ khi đó mọi thứ mới rõ ràng hơn mà thôi. Cho nên từ đây đến cái thời điểm mà chúng ta thấy Bitcoin đạt đỉnh mới đó, thì có thể là không có nhiều tin tức phết liên quan đến vấn đề này đâu, nhưng mà đây là một trong những điều chúng ta cũng cần phải suy nghĩ đến các bạn. Nếu như mà Coinbase ngày nào đó mà bị hack á, trong vòng mười mấy năm qua mà họ không có bị mà bây giờ họ lại bị, thì chúng ta có thể thấy đây là một vấn đề lớn sẽ dẫn đến một cái thiên nga đen trong thị trường này. Một số người nói là chúng ta đã có forward đến rồi, cái cấu trúc của thị trường đã thay đổi và chúng ta sẽ không còn có những chu kỳ như trước đây nữa. Chúng ta sẽ không có những cái đợt mà xuống giá mạnh giống như là năm 2022, năm 2018 vân vân. Nhưng mà nếu như mà Coinbase gặp vấn đề gì, hay là bất cứ một trong những công ty mà lưu trữ nhiều Bitcoin cho những công ty forward gặp vấn đề gì đó, thì chúng ta hoàn toàn coi trên thị trường sẽ có một cái cú đâm mạnh đó các bạn. Hy vọng là người đó không xảy ra, và hy vọng là từ đây đến đó sẽ có nhiều giải pháp, như là những công ty forward này có thể lựa chọn nhiều công ty lưu trữ khác nhau để đa dạng hóa, hay là Coinbase có thể làm cái tội đó cung cấp thêm nhiều bảo hiểm cho những công ty này. Nhưng mà nói tới ETF thì chúng ta cũng cần phải biết tới là trong năm nay vào tháng 5 sẽ có những quyết định quan trọng liên quan đến quỹ Ethereum Spot ETF các bạn. Thì cũng tương tự như là cái tin tức liên quan tới Bitcoin Spot ETF trước đây, chúng ta có khoảng chừng là 7 công ty lớn, trong đó có cả BlackRock đang chờ đợi để được duyệt các bạn. Và chúng ta cũng đang nhận được những thông tin là gần đây có những cái sự trì hoãn, nhưng mà cái ngày mà quan trọng nhất đó chính là ngày 23 tháng 5 các bạn, tại vì đó là cái ngày mà phải ra quyết định cuối cùng cho quỹ của ARK Invest và cái quỹ của Venex. Thì nếu như mà chúng ta thấy những gì đã xảy ra với lại Bitcoin Spot ETF thì khả năng là cái quyết định cho quỹ ARK Invest và cái quỹ của Venex là sẽ áp dụng cho tất cả 7 cái đề xuất Ethereum Spot ETF các bạn. Và có rất nhiều khả năng sẽ xảy ra, nó không giống như là Bitcoin Spot ETF. Bitcoin Spot ETF thì đã ra tòa và đã có quy định của tòa các bạn, cho nên nó rõ ràng hơn. Ethereum đó thì các bạn đã thấy là Hester Pierce, một ủy viên của SEC, cũng đã lên tiếng nói là sẽ không có chuyện cần phải ra tòa để ra quyết định. Có nghĩa là bà nghĩ là SEC cần phải ra quy định đúng đắn từ những cái lần đầu tiên, chứ không có phải là đợi tới bị kiện ra tòa rồi mới ra quyết định là cho thông qua. Nhưng mà chúng ta cũng không có chắc chắn lắm các bạn. Nói chung đó, thì ngay bây giờ Bloomberg đã đưa ra một con số là 60% khả năng. Các bạn đã biết là Bloomberg là cái công ty hầu như đầu tiên hết, từ những ngày đầu tiên các bạn đã đưa ra khả năng là có 70% được thông qua, rồi sau đó họ tăng lên 90%. Lúc đó rất nhiều những người khác ở phố Wall nói là wow, Bloomberg khá là điên rồ, làm gì có chuyện Bitcoin Spot ETF được thông qua. Cuối cùng họ đã nói đúng rồi các bạn, cho nên những cái ước tính của Bloomberg bây giờ đó thì rất được xem trọng, và họ nói là có 60% khả năng được thông qua. Chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi từ đây đến tháng 5 xem coi như thế nào các bạn. Và có một cái tin tức cuối tuần này đó cũng khá là thú vị, nhưng mà thường không biết được là độ chính xác là bao nhiêu, nhưng mà nó lại được chia sẻ rất là nhiều trên Twitter các bạn, từ những account lớn, từ những cái trang web lớn hiện bây giờ. Đó chính là có tin đồn là đội ngũ của Donald Trump đang xem xét lựa chọn người ủng hộ Bitcoin là Robert F. Kennedy Jr. các bạn. Đây là cháu của cựu tổng thống John F. Kennedy. Và người này đó thì đương nhiên là không quá xa lạ với cộng đồng của Bitcoin các bạn, một người cực kỳ ủng hộ. Và tin đồn là mời ông cùng đứng ra để mà ứng cử chức phó tổng thống với lại cựu tổng thống Donald Trump cho tháng 11 này. Nhưng mà đây chỉ là tin đồn mà thôi các bạn, và thật ra đã không có rõ sự thật như thế nào, tại vì cũng cảm thấy là khá là ngộ. Tại vì chúng ta đều biết trước đây thì Robert F. Kennedy là người của đảng Dân Chủ, rồi sau đó nó có nhiều cái sự xích mích các bạn, rồi sau đó là Robert F. Kennedy đang ra ứng cử với tư cách là một ứng cử viên độc lập các bạn, không thuộc bất cứ đảng nào hiện bây giờ. Thì tại sao cựu tổng thống Donald Trump lại muốn lôi kéo Robert F. Kennedy cùng đứng ra ứng cử? Cái đó Thuận cũng không có rõ các bạn. Nhưng mà Thuận có thể nói là trong lịch sử của Hoa Kỳ, chúng ta chưa từng thấy một ứng cử viên nào độc lập có thể giành được chiến thắng hết các bạn. Có thể nói được là nếu như chúng ta tính luôn người tổng thống đầu tiên đi, đó chính là George Washington, thì lúc đó George Washington có thể là người tổng thống duy nhất là không có liên quan tới bất cứ đảng nào trở thành tổng thống của Hoa Kỳ, và đó là tổng thống đầu tiên. Nhưng mà sau đời của George Washington thì từ đó tới bây giờ biết bao nhiêu năm nay chưa bây giờ có bất cứ một ứng cử viên độc lập nào giành được chiến thắng hết, họ vẫn phải được ủng hộ bởi một đảng các bạn. Chúng ta không biết khi nào mà có thêm tin tức thì chia sẻ với các bạn, và cũng có một số thông tin nói đây chỉ là tin giả mà thôi, nhưng mà cũng là một tin được lan tỏa, cho nên Thuận muốn chia sẻ mà nó có liên quan tới lại Bitcoin và crypto. Và chúng ta cũng có một cái chia sẻ cũng khá là thú vị đến từ cryptocurrency app các bạn. Và trên màn hình các bạn thấy được là ở bên tay trái đó chúng ta có những quốc gia mà có cái thuế rất là cao liên quan đến crypto. Còn ở bên tay phải là những quốc gia mà có thuế rất là thấp cho crypto các bạn. Chúng ta có những quốc gia mà thuế cao như là Iceland các bạn 46%, Nhật Bản 45% các bạn. Tôi biết là có nhiều bạn Nhật Bản thì hãy comment ở bên dưới xem coi có phải Nhật Bản thuế cao gì hay là không. Chúng ta có Mexico, Canada, Israel, Úc và France các bạn, nghĩa là Pháp đó, thì những quốc gia này đều là hơn 30% thuế hết liên quan đến crypto. Nhưng mà ngược lại bên tay phải đó chúng ta có những cái quốc gia như là UAE, có nghĩa là những cái tiểu vương quốc Ả Rập các bạn, thì là 0%. Đức, Thụy Sĩ, El Salvador, Portugal, Panama và Cayman Islands đều là 0% các bạn. Cho nên cũng có thể dễ hiểu tại sao mà nhiều người giàu có trong thị trường crypto họ lại ở UAE các bạn, giống như là CZ có thể tại vì thuế crypto rất là thấp, hầu như là 0%, và chúng ta có thấy được là nhiều công ty đó thì họ lại gây dựng ở Cayman Islands tại vì có thể thuế cực kỳ thấp, đó là lý do tại sao. Nhưng mà chúng ta lại không thấy Hoa Kỳ trên đây, thì có thể gì mà thắc mắc là Hoa Kỳ thì thuế như thế nào? Thì ở Hoa Kỳ đó, sở thuế IRS coi crypto là tài sản, có nghĩa là bạn nộp thuế nếu như mà bạn bán có lời, cũng như tất cả tài sản khác như là chứng khoán, như là các bạn buôn bán bất động sản, hoặc là sử dụng crypto của mình trong giao dịch. Tại vì các bạn sử dụng crypto trong giao dịch thì đồng nghĩa với là bán. Nếu như mà bạn lưu trữ hơn 1 năm các bạn, thì bạn đủ điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế, và tài sản đó bị đánh thuế ở mức là 0%, 15% hoặc là 20%, tùy thuộc theo là thu nhập của bạn bao nhiêu và cách thoái thuế của bạn như thế nào. Nhưng mà lưu trữ 1 năm đó các bạn sẽ có rất nhiều lợi ích, là có được cái ưu đãi thuế, cho dù nhiều nhất đó cũng chỉ là 20% mà thôi. Còn nếu các bạn mà mua bán ngắn hạn, giống như là dưới 1 năm, nơi các bạn mua rồi bán dưới 1 năm, thì những cái phần lời đó, phần lỗ thì các bạn sẽ không cần phải đóng thuế, nhưng mà phần lời thì các bạn có thể bị đánh thuế tương đương với cái thuế thu nhập của các bạn. Cho nên đó là cái cách mà đánh thuế của Hoa Kỳ, không phải là cao lắm mà không phải là thấp lắm các bạn. Nói chung đó thì tùy theo là kết cấu thuế các bạn ra sao mà thôi. Và chúng ta cũng còn một vài thông tin khác trước khi mà chúng ta sẽ cùng nhau chung mệnh giá countdown một tuần này. Chúng ta có một cái thông tin này là đến từ Hồng Kông các bạn. Thì ở Hồng Kông đó, cái Bộ Quản lý Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai của Hồng Kông đã nói là có một cái dịch vụ staking từ Floki thì hiện bây giờ chưa đăng ký và hợp pháp ở Hồng Kông. Và dịch vụ staking này đó, bên Hồng Kông nói là có thể có được lợi nhuận từ 30 tới 100%. Tuy nhiên ở bên Hồng Kông thì họ vẫn chưa nói tới là có cái gì lừa đảo hay là có cái gì đó không đúng ở đây. Họ chỉ nói là cái dịch vụ staking này đã chưa được duyệt bởi Hồng Kông cho nên không được hoạt động ở đây. Và hiện bây giờ đó thì ở bên Floki họ vẫn chưa có trả lời trực tiếp. Họ chỉ nói là hiện bây giờ bên Bộ Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai của Hồng Kông chưa có bất cứ cáo buộc gì, chỉ nói là họ chưa đăng ký mà thôi. Và họ có tiếp tục quảng cáo ở Hồng Kông nữa hay không thì họ chưa có nói rõ hiện tại. Và chúng ta cũng có một cái cập nhật đến từ Avalanche các bạn. Thì chúng ta thấy được là Avalanche họ đang phát triển một giải pháp mới có tên là Vryx để tăng cường khả năng mở rộng blockchain của Avalanche nhằm đạt đến 100.000 giao dịch mỗi giây. Và chúng ta cũng thấy được là trong năm nay nó sẽ có nhiều cập nhật, như là chúng ta nói tới Ethereum thì cũng sắp sửa có cập nhật trong quý 1 năm nay. Đó chính là cập nhật Cancun các bạn, hay là Dencun. Có 2 cập nhật trong đó là DNF và Cancun. Nói chung thì cập nhật đó của Ethereum sẽ giúp đỡ cho những mạng lưới tầng 2 có thể tăng tốc độ lên. Và chúng ta thấy được là Avalanche cũng có những cập nhật như vậy. Và chi tiết hơn là dự kiến giữa quý 2 của năm 2024, nghĩa là giữa từ tháng 4 đến tháng 6 đó, thì Vryx sẽ được chạy thử nghiệm trên testnet HyperSKD. Nếu thử nghiệm thành công thì Vryx sẽ được mainnet trên Avalanche. Mục tiêu của Vryx là giúp blockchain Avalanche hoạt động mượt và nhanh chóng hơn. Và các hoạt động của Vryx là chia sẻ nhỏ quy trình của một giao dịch và cho chúng chạy theo kiểu đường ống, có nghĩa là một blockchain này vẫn đang xác minh giao dịch nhưng mà mạng lưới đã bắt đầu sản xuất block tiếp theo. Đó là cái chia sẻ đơn giản mà các bạn cần phải nắm được liên quan tới cái cập nhật này. Thuận chia sẻ tại vì Thuận biết là cũng có rất nhiều fan của Avalanche xem kênh này. Và chúng ta hãy cùng nhau để chung bình giá countdown trước khi mà kết thúc video. Thì để nhắc lại, các bạn đã nhớ là chúng ta đã bắt đầu countdown này từ lúc mà Bitcoin giảm xuống các bạn, năm 2022, là bắt đầu từ ngày 4 tháng 4 của năm 2022, khi mà giá Bitcoin là 46.000 đô. Chúng ta đã cùng nhau chung mệnh giá từ 46.000 về còn 15.000, rồi sau đó chung mệnh giá từ 15.000 đến mức bây giờ các bạn, mỗi tuần là 100 đô. Cho nó đơn giản. Và cũng tương tự Ethereum, chúng ta cũng đã cùng nhau chung mệnh giá cũng ngày đó luôn các bạn, từ lúc mà Ethereum là 3.500 đô xuống cái mức thấp của năm 2022 rồi tăng ngược trở lại cho tới bây giờ. Thì kết quả ra sao các bạn? Kết quả thì bây giờ đương nhiên giá vẫn thấp hơn cái mức đó, nhưng mà chúng ta vẫn đang có lời là gần 50%. Cái phần lời này đã cao hơn cách đây vài tuần các bạn. Đương nhiên có sự điều chỉnh thì phần lời cũng đã điều chỉnh xuống, nhưng mà chúng ta đã bắt đầu có lời từ năm ngoái rồi các bạn, từ lúc mà Bitcoin 20.000 đô. Và chúng ta thấy được là cái phần lớn lợi nhuận đến từ Bitcoin là 64%, phần còn lại là Ethereum là 34% các bạn. Cái mức giá trung bình mà chúng ta mua đó Bitcoin từ trong khoảng thời gian đó tới bây giờ là gần 2 năm. Mức giá trung bình là 25.380 cho một Bitcoin, và đối với Ethereum mức giá trung bình là 1.676 đô. Chúng ta hôm nay sẽ cùng nhau chung mệnh giá tiếp tục các bạn. Mỗi tuần là 100 đô thì chúng ta thấy được là cũng đơn giản thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau mua 100 đô cho Bitcoin ở mức là 42.045 hiện tại. Thì 100 đô mua được rất ít Bitcoin các bạn. Không giống như là trước đây. Trước đây đây đó, lúc giá chỉ có mười mấy ngàn thì 100 đô mua nhiều Bitcoin hơn. Cho nên khi các bạn trung bình giá đó thì lúc mà giá xuống là thời điểm rất là tốt để mà trung bình giá các bạn, chứ không phải là lúc giá lên như thế này. Thì 100 đô chúng ta có thể mua được là 0.0024 Bitcoin. Chúng ta bấm submit thì coi như chúng ta cũng đã trung bình giá xong cho ngày hôm nay các bạn, và chúng ta cũng sẽ cùng nhau trung bình giá cho Ethereum. Thì chúng ta cũng sẽ mua 100 đô Ethereum mà mức giá là 2.258 thì 100 đô chúng ta có thể mua được 0.0445 Ethereum. Thuận chấm submit. Thì như bạn nói là Thuận có ý định chốt lời ở trong account demo hay không, thì Thuận chưa nghĩ đến điều đó các bạn. Thuận muốn tiếp tục trung bình giá một thời gian dài để các bạn thấy được hiệu quả của trung bình giá ra sao. Thì hôm nay chúng ta coi như cũng đã thành công trung bình giá cho Bitcoin và Ethereum. Chúng ta sẽ trở lại tuần sau xem coi là các phần trăm lợi nhuận này update như thế nào các bạn. Và đây là tất cả những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Những người nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi, như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance, AlineX và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Những người nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.